Em xin chào tất cả các bạn, em là Nguyễn Hoàng Linh Đan, học sinh lớp 5A trường tiểu học Thạch Trụ. Hôm nay em sẽ trình bày sản phẩm bảo vệ thành cổ loa. Ý nghĩa của game bảo vệ thành cổ loa. Game bảo vệ thành cổ loa có ý nghĩa kỷ niệm và bảo tồn di sản văn hóa sử của Việt Nam thông qua việc tái hiện và bảo vệ thành cổ nổi tiếng của đất nước thành cổ loa. Ngoài ra, trò chơi cũng giúp người chơi hiểu hơn về lịch sử và văn hóa dân tộc, cũng như khí phách và lòng dũng cảm của các anh hùng trong quá khứ. Để bắt đầu game, chúng ta nhấn lá cờ màu xanh lá, xuất hiện dòng chữ Start. Trên màn hình xuất hiện An Dương Vương đang cầm nỏ thần đứng trước thành cổ loa. Nếu chúng ta kích chuột trái lên màn hình thì nỏ thần sẽ phát ra cung tên. Sau đó quân địch xuất hiện, chúng ta sẽ dùng nỏ thần để tiêu diệt quân địch và trọng thủy. Nếu chúng ta tiêu diệt được 5 trọng thủy thì người chơi sẽ chiến thắng. Còn nếu An Dương Vương không kịp tiêu diệt quân địch thì người chơi sẽ thua. Đây là code của thành cổ loa. Đây là code của An Dương Vương. Code của nhân vật Sát. Code của nhân vật Tầm Ngắm. Code của nỏ thần. Code của mũi tên. Code của quân địch. Code của trọng thủy và code của pháo hoa 1 và 2. Em xin trình diễn sản phẩm. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Rồi, cô cảm ơn phần thuyết trình của Linh Đan nha. Nào các bạn, Linh Đan mở phần Slack lên để cho các bạn nhận xét nào. Cô mời Thái Bảo nào. Con mở phần Slack Nhận của thức con đi. nhận thức cô là nhân vật mũi tên của bạn vẫn to, và anh Dương Vương hơi sát vào cái hơi lùi ra cái thành chứ không có ở giữa cái thành. À rồi nó cảm mình cảm tưởng như là nó nằm một ở đứng An Dương Vương ở một mé một bên chứ không phải là đứng ở trên thành đúng không nhỉ? Đúng rồi, bạn Thái bảo là quan sát rất là kỹ lưỡng đấy. Rồi à, con qua chỗ sân ái số 13 đi, đây con bấm để cho các bạn xem. Con qua về sân ái 13 để con quay đi quay lại cho các bạn xem cái phần của mình. Nào con có bạn nào có thể nhận xét bài của Linh Đan được không nhỉ? Rồi cô sẽ mời thêm một bạn nữa nhá. À cô mời bạn bạn gì đây nhỉ? Đức Đạt nào. Em thưa cô là em thấy bài của bạn rất là đẹp, bạn thuyết trình rất là tốt và rõ ràng ạ. Rồi cô cảm ơn em nha. Đấy cũng giống như các lời của những cái bạn nhận xét á, thì cô bạn Thái bảo đấy cũng đã nhìn thấy được là nhân vật An Dương Vương giống như là đứng ở phía dưới thanh luôn này. Vậy thì ở cái việc này mình chỉ cần sửa vị trí của An Dương Vương một chút nữa, cho An Dương Vương đứng ở trên thanh để cho nhìn nó giống 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 là đang đứng ở trên thanh bảo bắn cung tên xuống thì nha. Đấy rồi còn về phần thiết kế và giao diện á, thì cũng giống như là bạn Đức Đạt đã nhận xét á. Cô thấy là bạn Linh Đan đã tìm được một cái phông nền này rất là đẹp này, nhìn hài hòa này, có sông có núi này,
Đúng nhỉ? Đấy, màu sắc và hình ảnh là đẹp, thiết kế là đẹp, rất là tốt. Và phần thuyết trình á, bạn đã rất là kỹ lưỡng và đã chuẩn bị được cả cái phần ý nghĩa của khi mà mình tái hiện cái sản phẩm này, tái hiện cái game bảo vệ thanh cổ loa này, để thông qua để bảo vệ các cái những cái văn hóa đẹp, những cái di tích của Việt Nam mình, đúng không nhỉ? Là từ ở slide đầu tiên là bạn Linh Đan đã nói rất rõ, đấy là một cái ý nghĩa rất là hay đó. Thì qua cái sản phẩm này thì đã truyền đạt đến cho chúng ta rất là nhiều điều ý nghĩa về trong cuộc sống, về để mình phải nhớ lại tại nhớ về cái cội nguồn của mình đấy. Thì bạn Linh Đan cũng đã truyền đạt được đến cho lớp chúng ta là biết ý nghĩa của cái dự án này. Đấy, thì là thêm nữa là bạn đã thêm được cái phần pháo hoa khi chiến thắng, đúng không nhỉ? Đấy, thì khi chiến thắng thì cô thấy là trong khi mà kiểm tra bài của Linh Đan, cô còn thấy là bạn đã cũng có âm thanh nữa đây các bạn nhé. Và cho các bạn là khi chia sẻ màn hình á, là các bạn nhớ nhấn vào chỗ cái nút share sao để mọi người nghe được cái âm thanh phát ra từ cái máy của các bạn nhé, từ cái máy chứ không phải là từ cái micro của mình, để mình nghe được âm thanh pháo hoa này, âm thanh bắn ra này đó, thì nó sẽ sinh động hơn. Thế nhỉ, đấy là những cái bàn khác ở phía đằng sau, khi mà các bạn thuyết trình các bạn nhớ ấn cái nút xe sao đấy. Còn phần thuyết trình của bạn Linh Đan rất là to rõ ràng, chuẩn bị bài rất là kỹ lưỡng, rất là lưu loát từ đầu đến cuối, đúng không nhỉ? Rất là tốt. Hình như là càng ngày là bạn Linh Đan thuyết trình càng tự tin hơn rất là nhiều. Đấy. Rồi, bài của Linh Đan cũng không có cái lỗi gì cả, đúng không? Chỉ có một vài cái vị trí nhỏ đây thì con có thể chỉnh sửa lại một chút nữa nhá, để nhìn cho nó đẹp hơn, nhìn nó thật hơn một chút. Rồi, ok. Vậy là phần thuyết trình của Linh Đan đã rất là thành công nhé.